Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Châu Thành, Long Xuyên, An Giang. Hôm nay thì tiếp tục theo Lộc để xem Lộc sẽ sửa chữa một chiếc xe 47 chỗ. Chiếc này là đời 2008 ha. Hôm nay thì bác chủ xe bên công ty vận tải Đồng Xanh thì có kêu Lộc đến để sửa chữa. Thì chiếc này là nhập nguyên con đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Đó thì chỗ công ty của bác ba ở đây là chuyên phục vụ các loại xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ và 47 chỗ. Dạ. Đây thì bác ba cũng có tin tưởng, cũng có xem trên YouTube là thấy Lộc sửa những cái chiếc xe cũng khá là hay, cho nên là bác ba cũng hẹn Lộc đâu đó, cũng đợi Lộc đâu đó cũng khoảng chừng hơn nửa tháng rồi. Hôm nay thì Lộc đến Long Xuyên để khắc phục sửa chữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mời tất cả các bạn vô trong để xem cái quá trình Lộc sửa. Rồi quay bên xe này luôn đi. Dạ, dạ. Đây thì xe của bác ba là nói chung là thì bệnh xe mình bị là khói chạy, khói trắng. Dạ. Chạy giờ nó không đạp, nó cay, khó cay đó. Dạ, xe mình bị xe bị bao lâu bác ha? Bị hôm nay chừng cũng là tháng mấy rồi. Dạ. Chạy chờ nó hoài đó. Chờ có nửa tháng không bác? Cái tháng thì trời ơi, cái tháng này chứ gì nữa. Dạ. Cứ nó bệnh vậy rồi để chạy thí nó thấy không hại. Dạ. Rồi chạy rồi hơi khói đâu chứ không. Dạ. Chứ người ta là đậu mà ra công ty chạy. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả các bạn đi ra phía sau để xem cái quá trình hôm nay Lộc sửa chữa một cái chiếc xe 47 chỗ đời 2008 này ha. Đây là một cái động cơ là Hyundai 6D22, bê tông là 1 tấc 3. Đó thì cũng như bác ba nãy có nói là bị cũng cả tháng rồi các bạn. Ủa bị cũng lâu hả bác? Bị cả tháng hả bác? Cũng là một cái tình trạng khá là quen thuộc. Khối cay. Wow, lần đầu tiên mình quay cái một cái chiếc xe 47 chỗ cục máy nằm như thế này ha. Trước giờ thì mình quay tàu cá rồi xe tải rồi, nhưng mà hôm nay thì mới quay cái động cơ của chiếc xe 47 chỗ. Đây là cái cát nước hoàn tản nhiệt làm đây ha. Thì cái động cơ này là mấy anh em tàu cá cũng hay sử dụng ở dưới ghe này. Mitsu cũng là 6D22 nhưng mà Hyundai cũng là 6D22 ha, nó cũng na ná nhau. Thì cũng như lúc đầu mình nói là xe này là nhập nguyên con từ Hàn Quốc ha. Đây nói chung là cái hầm máy này bên trong nó cũng khá là hẹp ha, cho nên là cũng hơi khó nhiều cái chỗ mà nằm trong kẹt các bạn. Thì chút nữa thì Lộc sẽ nổ máy trước để kiểm tra rồi sau đó khắc phục. Các bạn mọi người nhớ đón xem hết video để chi tiết hơn ha. Thì chút nữa mình sẽ lên quay cái dòng tua máy đạp mát công suất là nó là bao nhiêu, rồi khi mà sửa xong đạp dòng tua máy là sẽ lên là bao nhiêu để cho mọi người xem một cách là chi tiết nhất. Trong video thì mình có nói gì sai sót, mong cô chú anh chị thợ máy cũng như các bạn đang xem video thông cảm bỏ qua giúp mình ha. Thì đôi khi là máy móc mình cũng không có hiểu quá chi tiết quá nhiều, cho nên là nó cũng có nhiều cái là nó sai chịch chút đỉnh, mong mọi người xem bỏ qua. Vậy là bác ba làm bên công ty, làm không, bên công xe ty tư nhân. Mấy năm rồi, mười mấy năm ha. Đây bây giờ thì Lộc đã chuẩn bị vào công việc đây các bạn. Thì cũng như mình nói là mình sẽ quay cái lúc mà máy chưa sửa, tình trạng khói cũng như là dòng tua máy sẽ lên là bao nhiêu, khi mà sửa xong thì nó sẽ như thế nào. Kiếm miếng gì cho mình để tấm dụng lên. Dạ. Bây giờ thì chú ba sẽ nổ máy để các bạn xem cái khối nó như thế nào ha. Dạ, cơ nó hoạt động ra sao. Bây giờ thì các bạn chỉ là garanty của máy thôi đó nha, mà khối gì thế này đây ha. Đây là tình trạng hiện tại cực kỳ là cay mắt. Cay đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên trên xe để coi cái dòng tua máy nó sẽ lên là bao nhiêu. Đây bây giờ thì mình sẽ lên để coi cái tua của nó là cũng lớn lắm á. Con lên trên đó được không? Được. Đây hiện tại là
tua máy là lên 10.000 mà không biết mát chưa, không biết hiểu chưa, lên mát đi hết mát luôn, nó lên gì hiểu lắm, 15 dạ. Đây là tình trạng hiện tại ha, 15 lắc thì đó có sao, bọn gì chạy ở đây là tập tua hiện tại các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chở xuống bên dưới để tiếp tục xem ha. Đây là nội thất xe. Và nó là cực kỳ là xịn sò. Đây là ghế ngồi nha. Quá cài.
giác là nó sượt quá nhẹ. Chết máy hay bị chà, còn là chống cái bát hai này giờ bị chết máy. Có hai trường hợp ha. Rồi, ok. Cái này có bị chặt băng gì không em? Có. Cái này chưa sáng. Rồi, đây nói là hôm nay là cái không gian làm việc là hơi hẹp ha. Tại sao mình đang ngồi chết mới ba chứ rồi lắc thịt heo nè có bị làm xăng chưa? Dạ có. Đây, hiện tại thì mình đang ngồi ở một cái dãy ghế cuối cùng của chiếc xe 47 chỗ ha. Mình đang ngồi ở cái dãy ghế là số 47. Lộc thì đang chịu khó là mở cái nắp hầm ở chỗ dãy này ra để kiểm tra. Đó, tình trạng này thì bác Ba lúc đầu video cũng nói cực kỳ là khó chịu. Rồi bây giờ thì em kiểm đò hả? Hay không? Đò nó đâu bị đâu. À, đò không bị ha. Dạ bác nhau à. Vậy thấy tôi đạp hết luôn, tôi đang coi cái dòng tua ấn trước là lên bao nhiêu. Mà trước đạp mát luôn á, anh ra anh coi kiểm tra này. Để xuống với anh thủ vừa tóc quá. Thôi vậy thôi đi. Không có, em lấy cái lon không mà được. Ngon. Thôi đây thôi, tôi khỏi đi. Tại nãy anh lên đo là 15 mà, lên 15 mà. Để ngồi coi cái lên. Cái tình trạng mà thường xuyên cũng có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà lọc hay sửa cái nào cũng chết máy thì tức là cũng có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà lọc sửa cái nào cũng bị dẫn đến máy nào cũng chết, tại vì cái chuyên môn là lọc chuyên khắc phục những cái tình trạng này. Với thứ hai nữa cũng có nhiều anh chị cô chú thì xem qua những đoạn phim này gặp những tình trạng quen thuộc cái này là thường xuyên là như vậy, cho nên là lọc kiểu như là sửa như vậy ha, để có gì anh em nói gì đâu mà sửa, gì mà có cái nào cũng chết máy cũng bởi thật sự là có nó. Mình sẽ ra phía trước cho mọi người xem dọc tua là một lần nữa là mát công suất lên là bao nhiêu nha. Đây. Đứng kim luôn có thể là lên được 15-16 chút xíu thôi. Dòng tua máy 15 mà em 15 nhỉnh chút xíu à. Đây bây giờ thì trở lại phía sau. Rồi. Sao em máy này bị gì em? Dạ. Cái này bị chết máy ba với gáp chặt tăng dầu nè. Ừ. Chết máy ba gáp chặt tăng dầu hai món này ha. Dạ. Ừ. Nè, nó chặt rồi nó gãy gáp ít nè, chặt nè. Giờ mình phải bắt rồi. Nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nha để cho mọi người xem chi tiết hơn. Nó nằm ở đây nè. Thiếp. Nè. Thiếp để nó không. À, là cái này nó bị gãy cái lá thiếp đó ha. Dạ. Rồi với bị chết máy ba thôi. Dạ. À, chỉ có hai cái rồi nó gãy cái đó cho nên nó mới chặt tăng ha. Dạ. Giờ thì thay hay sao em? Không, bắt tăng lên. À, rồi, ok. Dạ. Giờ thì xuống đây lăn bánh trớn để chỉnh cọ ở trên ha.
Có, tại không gian nó hơi hẹp quá. Máy số 6, máy số 1 đúng không? Dạ. Đây để mình kiểm tra thử ha. À, đây, cái cò này nó hở nè. Máy số 1. Máy số 2. Được chưa? Lên trên nè, đọc lên trên để tháo từ bên kia lại, tại vì cái không gian của cái này thì cũng hơi hẹp chút xíu anh. Với tính chất công việc của Lộc thì cũng khá là nhiệt tình. Nãy lần lên trên đã vừa gì luôn hết chứ. Chừng nào lần lên trên nói em nghe Lộc. Đi lên đây để coi. Hành trình nó là 153624 rồi. Độ nổ 1 độ. Nổ của nó là 1 độ. Dạ. Còn cái 16 đó là gì? Đây là cái mạc của cái động cơ này đây, Hyundai 6D AB đúng không Lộc? Đúng rồi. À, Hyundai 6D AB. Hành trình nổ của máy này là 153624. Độ hở của cò là 0.016 ha. Dạ. Còn 0.024 in đó là gì? Là cho hở 0.25. À, độ hở là 0.25 ha. Còn 0.16 là cái độ gì? Dính nữa. À, dính. Chết là không chạy rồi. Nó tăng rồi. Lên đây là mở tiếp tục. Cái tăng lai hại lắm. Mấy người kia in không em? Mấy cái máy cái cò nó ổn chưa không? Nhớt máy tay quá. Cả vợ mà có người mà xung bò cò hơi sao nhiều quá hả? Nhờ bị nước lát hoài không biết rồi chạy nóng nước để lát cả hai cái đó để đó đường đi hai đường cứ thở ra đường hai thở được không? Ủa này nó xài chung với 6D22 hay không? Dạ. Nhưng mà cái tên nó là khác thôi, nhưng mà cũng chung với nhau thôi. Dạ. Màu. Nó gầy cò lên nãy nó chết mấy chú ba đang gầy. Bắt mấy cái rồi nó nhớt ra thôi có gì. Đúng luôn à. Giờ tôi chỉnh lại. Đây bây giờ thì cái đầu tiên là Lộc phải xây bánh chớn để chỉnh cò. Nên trả lời lại chút xíu. Nữa. Nữa. Nên rồi xuống chỉnh coi máy 1 rồi mới lên lại. Đúng rồi, coi máy 6 rồi chỉnh máy 1. Thế nào? Thì đi khám thì thấy được cái rồi rút chỗ đó, biết rồi vậy đó rồi heo người ta căng đó thì như lắc đó. Còn máy chạy không biết nữa. Ừ. Để rồi sửa xong rồi, thì không biết rồi như thế nào thấy không? Ừ. Đó.
Vậy là mỗi sáng mà xe chuẩn bị chạy là bác ba ở nhà là cảm giác đây là hơi khó chịu ha bác ba ha? Thì khói thôi, chạy khói đó. Dạ. Yeah. Mà sao mà chạy, dĩ nó nước đó không á, khói gì chịu bức đức. Chạy trước làm sao khói không mà người ta cũng la lạ. Dạ. Lâu sao không hãi luôn không? Thằng máy chạy phải không? Này máy chạy vậy đó hả? Ở đây không? Ở đây không? Ngắt rồi hả? Cứng đâu? Ở hả? Mày thấy mày mở mà mày coi cái máy nào mà cái đũa rớt ngoài đó. Ngủ ở đây ngủ đây không nghĩ không có những nhân á, không có mấy người kéo cái này chẳng luôn, ngủ ở nhà ở đây dạo chơi tối không mà làm chút biết mà sớm ở nhà nó đãi luôn nè, đó đi trên đây thì sớm rồi đó giờ đến có 6 giờ. Vậy là cái cò số 3 nó đổi hả Lộc? Dạ. Nó mới chết máy ha? Dạ. Có một số anh chị cô chú là hỏi số điện thoại của Lộc ở đâu thì mình xin nhắc lại nha, số điện thoại là mình để bên góc ở bên tay phải màn hình, chỗ ngay chỗ ngón tay mình chỉ lên này, đó là số điện thoại của Lộc ở đó ha, hoặc là số điện thoại là 0794334160 là số của Lộc. Ngân trả ngược lên chút xíu. Rồi. Xe này chắc leo đèo, leo dốc dữ lắm bác ba. Không? Bác ba chăm sóc Lộc đến mức độ là cho chùi tay bằng khăn lạnh không có bằng. Chờ đợi là một tháng mấy hả bác ba? Tháng mấy rồi đó. Bác ba đợi Lộc có một tháng mấy. Chờ qua chạy gì thấy không ấy là khói không có gì. Họ mình thích chạy xuống dân sửa luôn. Thấy là Lộc cái chị bệnh trên xe này giống rồi trên xe này. Không biểu lợi dưới ra để lấy xe rồi rước lên đây, bây giờ làm mình đi nè. Rồi, quá hảo rồi. Ly mấy, hai ly sao chị làm? Anh nhớ có đi Đà Lạt. Đó, bà hứa là khi nào mà sửa xong các bạn chở Lộc đi Đà Lạt luôn các bạn. Cho chạy luôn hả các bạn? Khi nào sửa xong cho Lộc chạy chiếc này lên Đà Lạt luôn. Sao chịu chạy không Lộc? Không. Thì cũng như cái video ngày hôm qua, hôm trước Lộc có sửa xe cho cái anh công an huyện Giang Thành chiếc Mazda ha. Hôm nay thì tiếp tục là di chuyển đến Long Xuyên để sửa một chiếc xe 47 chỗ của bác ba. Trên là xong hả em Lộc? Dạ. Chạy rồi bà lấy gì sao mà lấy sao mà biết tầng 1 vậy? Con nó lột lấy nó 6. Hả? Con nó lột lấy nó 6. Đó. Còn chữ nữa.
giặt cò xong giờ tới đó rồi. Ôi, đúng là trời cũng cứu mình mà. Chặt quá xa luôn, cái đầu quay á. Đầu quay á nằm ngay đây mà cái lỗ này chưa qua nè. Đâu? Dạ. Đó là hả? Dạ. Dữ vậy hả? Dạ. Chặt cái không phải chặt cam phải không? Dạ. Cái này có gốc hết phải không? Dạ. Đâu không? Đây lên đây quay xuống cho mọi người thấy nó rõ hơn ha. Trở lại hả? Nhận lăn lên. Ở khoan, rồi lên mấy đó cũng được, đặng mở con ốc này. Rồi. Mấy đó. Chút nữa. Rồi. Kịch sao em? Xe. Kịch bằng nãy giờ mình đi không? Cái đó. Đi 50 mét trung mét. Thôi. Con dây này đang chỉnh cái thước thì ra vô thôi, không có tác dụng chứ. Không lần nó chỉ test ở trên cái đồng hồ á, chắc kia nó không quan trọng. Rồi heo mà trung bằng kim nó làm chứ đâu phải dưới này đâu. Lỏng ra vậy đó hả? Rồi lăn trở ngược lại. Ba ba ngưng để qua bên. Đây. Giờ lọc ra coi đầu cái tông. Dầu không lên. Đây. Dầu nó không lên. Cái này nè, đang ở trên chở mình đang tắt chìa khóa là cái này tắt điện đúng không? Rồi vậy mở đà le điện lên giùm. Tại vì đời này còn xài đà le. Mở bình lại, nãy cúp hết rồi. Được không? Tại cái đó là hụt. Nói là ai là ém heo đó. Heo ém là chứng dậu. Thở heo thôi chứ. Không có thở heo hết trơn không? Nè có ngồi gì không? Hả? Tốt kêu đi. Thôi đủ mở cây. Lăn chở ngược lại dòng máy chạy dùm chút. Chở ngược lại dòng máy chạy. Trở ngược lại á. Rồi được rồi. Bắn gì rồi nó chạy rồi phải không? Dạ. Rồi bắt đầu. Cái đó là xuống hai mấy? 6. 6 hả? 6. Thầm 1 cái 6 phải không? Đúng rồi. Bắt đầu mới lên lấy đầu cái tông rồi lại. Xong hả em cái này xong hả? Thôi lên mở dần bét rồi lấy đầu cái tông rồi. Đâu có thấy liền được. Đây chạy thước quyền thoại. Lên đo đầu cái tông hả? Mở hết bét luôn đi em. Dạ một cái máy số 6 à. À máy 6 đang đo đầu cái tông ha. Dạ. Nãy giờ mở nhớ mà cái xe ngang được không? Dạ. Cho mở chia hết ra nó cần. Mở cái này ra, coi cái này. Bây giờ thì lọc mở bét để đo đầu bê tông ha. Đây là cái thước đi theo lọc. Kịch chiến. Rồi cho mượn chìa khóa 19 với cái dưới đây rồi mình lại. 19 phải không? Đây, có 19. Ở bên bển có cái cục ở trong cái giỏ sách có một chiếc bông cho mừ cho mượn giùm luôn. Đấy, chị nhiều có này không phải.
ở trong cái giỏ sách có hủ tiếu 10 bông á. Dạ dạ. Nhớ coi nè, cho chủ máy coi luôn. À. Đưa chó qua coi đi. Ờ, tức là sao em nói sao vậy? Nó chết máy dầu nó động. À, chết máy dầu nó động ha. Đây để cho đem chúng chờ chủ máy xem bắt ba. Nè. Sáu đó hả? Dạ. Cái máy nào chết lọc, máy này nó chết động dầu đó hả? Để nó xuống rồi. Ừ. Nó mới tháo bé rồi. Cái này nó chết luôn hả? Dạ. Thì nó không thấy bởi vì giọng khói khói không? Dạ, bác ba hỏi cần gì à? Sao đây diễn giải cái này sao mà cái máy này nó chạy dầu sống á, nó không chết. Nó chặt tăng á. Khi bít tông xuống dầu nó qua. Chặt tăng còn, còn cái bít tông nó đang lên dầu nó qua thì vậy, nó nổ luôn. Nó làm cái đùng cái là nó chạy chín dầu. Rồi rồi như vậy là bị khói đúng không? Đúng rồi. Nó này khói không phải cái chết khói. Ừ. Thấy rồi. Để ướt nhẹ bé hả? Ừ. Ướt khô sao được không? Là nó bị sao lên là ướt bé. À, ướt bé có nghĩa là nó đốt, không có đốt dầu được đúng không? Đúng rồi. Cái bé này nó phun ra các bạn, nó không có đốt dầu được nên là dầu ở đây. Nó nổ trước rồi nó phun ra. Nổ trước nó không sao. Nên là dầu nó còn động ra vậy các bạn, nên là nó bị ướt ha. Rồi, ok. Rồi, quay lại cái đằng bên xem. Tí nữa. Lên tí. Rồi ngưng nó đi. Ngưng được không? Đó, ngưng đó. Thở này thở cho người ta có trầm, giữa người ta không có trầm, nhờ cái quạt rồi mấy nó đâu có trầm. Giữa ta có trầm không ạ? Sửa mấy kia này bây giờ lọc nhằn lấy thước đo đầu bít tông ha. Thở đồ nón luôn. Ừ. Lăn ngược cái dòng máy chạy nha. Ngược dòng máy chạy. Nhít thôi. Tí nữa. Ngưng nó đi. Nó nói tiếng Việt mà mình nghe không rõ luôn cả. Ngưng. Tí nữa. Thôi lên nữa miếng. Nữa đi. Nữa. Nữa. Rồi lên tí xíu. Quay giờ ngược lại. Đã lại rồi. Rồi xoay ngược cái vòng bánh trớn nha. Xoay ngược vòng máy chạy á. Rồi ngưng nó đi. Miếng nữa. Vậy là rất là căng thẳng. Nó sự chịch dữ vậy trời. Hả? Chịch quá trời chịch. Nhiều lắm hả anh Lộc? Nhiều. Chịu khó đừng dặn nghe anh, tại vì em phải lấy cái tầm lại nghe. Không rồi là quay vòng máy chạy lại đi. Quay vòng máy chạy. Miếng nữa. Lên nhít nữa thôi. Rồi trở ngược lên tí. Trở ngược lên tí. Tí nữa. Thôi lên tí xíu. Thêm quá lúc rồi. Quá mạnh rồi. Nhích qua tí thôi. Nhích ra trả ngược dòng máy chạy tí thôi. Ngưng.
xuống mấy đó là trả ngược cho máy chạy tí xíu đó. Quá hút quá rồi vậy, trả đây lại, trả ngược lại chút tí nữa, rồi tí xíu đó, lên tí xíu đó, nhích thôi cái tay chỗ chỗ rồi, tay gõ thôi đừng có lấy. Có không? Đâu rồi? Được kết quả. À, dịch nhiều không? Nhiều. Bao nhiêu lần? Dịch 3 ly. 3 ly thôi. Dạ. Dịch tăng heo 3 ly hả em? 3 ly. 3 ly là ra tới 0.75 lắm. Dạ. Giờ Lộc đã thăm khám là dịch 3 ly. Đang lắc tăng lại. Ba ly mà nó chịch một phân luôn. Chịch một phân. Một phân mà nhân cho 10 là một tấc, bê tông nó xuống tấc á. À, tức là nó chịch là bê tông nó đi xuống ở dưới hết luôn rồi nó mới chạy á. Nó chịch cái bê tông. Nó chạy dầu ngọt. Đừng thân không có xích qua đây nè, tại gió ồn nó không nghe. Rồi. Nó chịch tới một phân luôn là 10 ly, 10 ly mà nhân cho 10 lại tới 100 là tấc luôn. Tức là cái bê tông với tăng heo nó dầm nổ nhau nó chịch vậy ha. Đúng rồi. Tắt nhưng mà mình chia qua dòng heo là nó năm cái đó là nó hụt xuống bê tông năm phân. Ừ. Năm phân vậy nè. Rồi dầu nó qua chỗ nó động nó ướt hoài. Cho nên nó chạy dầu sống luôn. Đúng rồi. Dạ. Nó không, giờ... không có tí gốc dầu. Bây giờ là xong ha. Dạ. Giờ gáp cái bét vô là xong ha. Dạ. Rồi nay giờ bà Lộc có phân tích vậy bác Ba thấy sao bác? Ừ thì rất thì đúng rồi chứ sao. Dạ. Rồi bây giờ thì mời các bạn ngồi. À, mời các bạn ngồi cùng xem tiếp ha. Thì nãy giờ Lộc đã căn chỉnh đâu đó xong hết trơn rồi. Nãy tưởng dịch một phân, nãy dưỡng dịch 3 ly nhưng mà nó dịch nhiều hơn 3 ly nữa. Vậy là dầu lúc nào cũng nằm ở trong đầu bê tông hết. Dạ. Chút không hết đâu, vậy là khỏi. Ai làm vậy mình khỏi mà mở cái bô phải không? Dạ. Đó. Biết bệnh khỏi mở bô phải không? Dạ. Bác Ba cũng ông cũng theo dõi Lộc rất là lâu rồi các bạn. Tức là ông muốn Lộc sửa cái máy như bao nhiêu người khác là phải mở bô, bụng bô e, phải có cây thước ông mới chịu ha, ông khá là vui tính. Gáp vô là đề ba đó ha. Dạ. Gáp vô đậy nó nắp cũng là cò luôn phải không? Dạ. Cái đó nhớt văng từ lưa luôn á. Đậy mẹ nó cò luôn rồi ngon rồi, vô lấy gì đậy cứ rút cho. Dạ. Mà coi YouTube thấy Lộc là có cây thước với cái gì cả ở trần đúng không ạ? Ừ, mới sửa máy tao không có thước mà được rồi. Nó không có trần rồi, nữa trần tiền. Bác Ba cũng ngặt rồi chứ, bác Ba trời chiêu không trần. Bác Ba đòi là Lộc phải ở trần chứ có cây thước. Bởi vậy rồi nó không có trần. Không ở trần không trả tiền đúng không ạ? Ừ, không có trần. Quán đồng xanh luôn các bạn, nên là rất là mát. Đồng xanh, dịch vụ đồng xanh. Nghe ăn cao bắp quá trời. Bữa nay thấy anh Lộc không ở trần, nhìn thấy hơi ngộ. Hơi vừa hơi khác. Quên nữa là tặng cho cái nó xanh vô. Nó mới vô được công ty, thiếu gì. Tặng cái nón đồng xanh làm kỷ niệm luôn phải không ạ? Đồng xanh. Rồi có tặng mấy em đồng xanh luôn không bác?
Đấy nữa. Táo nữa rồi. Nhanh nữa ra mà con đưa kêu đây là mấy cái công đoạn là hoàn thiện các bạn. Để các bạn xem coi cuối cùng ổ lọc nếu mà cái này hồi đạp tua nó lên không em? Lên. Lên ha, hồi nãy là anh canh là 15 16 à. 15 15 chút xíu à. Vậy nãy nó là chịch một phân luôn hả? Dạ. Mới đầu tưởng là 3 ly. Rồi giờ thì Lộc đang gáp cái những cái nắp cò vô ha. Để nổ máy kiểm tra coi sao. Bắt tiếp ngoài này nha. Dạ. Rồi bây giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, các bạn mọi người cùng nghe cái động cơ sau khi mà Lộc đã sửa ha. Rồi đây đó này. Gà có đen liền thấy chưa? Đây đi. Dính khóa hả? Thì gõ gõ coi. Ba. Mượn đồ gõ coi. Rồi, đây đi. Rất là thực tế. Khối không bắt ba lại thưởng thức cái cảm nhận được cái khối này. Chưa có gắn cục bô. Rồi, để hỏi là chỉnh coi tua thứ coi khác không? Sao bác ba? Chưa, còn đích thái dầu phá gì chưa? Chỉnh rồi đạp qua. Các bạn mọi người thấy lúc nãy là lúc đầu video là chạy tốc độ garanti như thế này nè. Là khối nó ra ha, khối chắc nó ra cay mắt luôn. Rồi bây giờ thì mọi người cũng đã xem thực tế. Có cái chân bé cơ mấy. Còn cái chân bé mấy cái
vô bô ghé mà ít, bây giờ ghé nhiều rồi đó. Không à. Nãy thì tốc độ ra này là thấy là có khối rồi. Vậy gì nữa bà, còn cái còn chỉnh cho ra dầu nhiều vô ít nữa là được rồi đó. Được. À, cái tình trạng của bác ba đưa ra ban đầu là thấy là hiện tại là nó khắc phục hết rồi bác ba. Ừ, khắc phục hết rồi đó. Mẹ đi. Ừ. Mời mọi người lên xem cái xô máy. Chưa gác chụp bô á. Chưa gác chụp bô hả? Nãy thì cũng như các bạn mọi người đã xem cái lúc đầu là tua nó lên đâu đó khoảng chừng 15 thôi. 15 á, 10 ờ đúng rồi, 15 16 nhỉnh chút xíu. Bây giờ thì mọi người cùng xem. Đây tài xế kinh nghiệm lâu năm nữa các bạn. Mà giờ sẽ nhưng mà ông cháu quá cháu. Đó. Đó, lên tới 20 luôn rồi đó. Thôi ơi, lên tới 20 luôn nè các bạn. Nãy là 15 nhỉnh qua chút xíu rồi các bạn. Nãy nẹt dữ lắm mới lên được 15. Mà nó lên nó cũng không giữ được nữa, lên là tụt mà. Giờ qua nó trong... Nó chưa gắn chụp bô nè, gắn chụp bô lên nữa. Cái này là chưa gắn chụp bô nữa. Chụp bô gắn chưa? Chưa luôn á. Chưa gắn chụp bô các bạn. Nó lên cho nó. Lên 20 luôn rồi. Hết rồi đó, hết mức rồi đó. Rồi lên 20, gần 20. Nó kẹt, nó kẹt dưới rồi. Hả? Nó kẹt dưới rồi. Đã rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi giờ thì... hồng nó giết. Bây giờ là sẽ... Gắn chục bô vô. Gắn chục bô vô. Rồi. Để coi... Đẹp nhanh thử rồi, nó xuống không? Để anh xuống dưới. Thì được rồi, nó cũng bắn lên 15 giác, 15 chút đó bạn ha. Ừ. 16. Cũng chạy rồi, tới 18, 19 rồi rồi, 20 chạy cho nó nổi. Rồi. Giờ thì nó lên gần 20 các bạn. Hết ga luôn rồi, đạp sát ga luôn rồi. Phải còn ga đạp nữa. Đúng rồi. Hết ga. Thì ga rồi nó kê ga rồi. Không mà cái này nếu mà gắn chụp bô thì chắc nó cũng lên chút. Không không, nó kê ga rồi đạp rồi đủ mức. Có nghĩa là mình bắt cỡ cái chấn thôi hả các bạn? Ừ, cho chạy từ 20 cho lại có chấn nó kê dưới. Tức là cái mức ga bắt ga phá lại. Ừ, phá lại, không có cho xả ga ra. Không cho xả ga. Rồi, đó là mức cho phép thôi nha các bạn. Sao anh thấy lọc sữa sao anh? Thấy lọc sữa cũng rất ok. Rồi ha, hồi nãy thì của anh là tài của chiếc này vậy? Đúng rồi. Vậy hả? Chiếc kia? À quen lắm à. Con lọc số máy. Dạ. À là anh kể cho đây nghe lọc số máy chữ đây xem đúng không? Ok, tại tôi cũng các bạn. Dạ, dạ. Đó thì các bạn mọi người để ý đó, thấy hồi nãy đó. Cái quan trọng là cái bô lúc nãy là hầu như là chạy tốc độ vậy thôi là động ca kiểu như là rất là khó chịu. Bây giờ thì đã bị tối giờ gắn một bô rồi tiếp tục thử cái nữa. Vậy thì hôm nay ngủ ngon hả bác ba ha? Ờ, một tháng trời đợi lọc thôi. Không có cay á bác ba ha. Dạ. Đen chạy chút xíu hết phải không? Dạ dạ. Còn cái vấn đề mà nạp ra thì nó phải ra có đen thôi các bạn, chứ không có vấn đề. Tại vì đó là máy dầu. Đó. Thank you.
mọi người cùng lên xem tiếp coi bác ba ổng dặm coi lên ra khoảng là được thêm bao nhiêu nữa ha. Nó đạp lên từ từ không? Từ từ á, từ từ á. Rồi bây giờ là có ba cũng đạp lên từ từ. Nó đứng rồi, nó lên, mình thêm nó lên thêm, nó không nhắm vào, nó nhắm thêm nữa. Từ từ động, từ từ động. Nhé chị cô đó. Hết luôn rồi đó, là nó lóc kê lại là hết giờ dây đó, lóc kê lại cứng heo. Nó còn lên nó được còn nữa, mà nhưng mình là chạy đi được rồi, giữ sức rồi. Dạ. À, là có nghĩa là lên tới hiện tại ở trên xe là đạt được 20.000 thôi. Hai chục là được rồi. À rồi, nhưng mà cái máy thì vẫn còn, nhưng mà do là mình khóa ra nó lại lúc đầu các bạn người xem đó là lúc mà chưa sửa lọc cái máy này là đã đạt dòng tua lên được 15-16, giờ thì sửa xong thì dòng tua lên được khoảng chừng 20. Lên coi cái máy coi nó cung không? Cung không? Để anh Tây coi nó cung. Để anh Tây coi. Thôi, anh Tây cái máy rồi. Sao bác ba thấy lọc sữa hôm nay bác thấy hài lòng không bác ba? Hài lòng. Cũng như là cả tháng trời bác chờ đợi thì không có... cũng toàn nguyện rồi. Rồi giờ cũng ngoan nguyện rồi bác. Có cái này ơi, gọc đó ta hỏi cái này của nó nè. Dạ. Kêu lại đây lại. Gọc ra bác ba gần sao lọc kêu bác. Rồi rồi, nãy đi. Gốc dầu á, tức là lọc nó cho bác nghe cái tiếng ấy. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người đi ra hàng ghế cuối cùng để xem cái tiếng máy gốc dầu. Góc dầu rồi đó thấy không? Đó, còn luôn. Nha. Máy nào cũng thấy góc dầu đi. Nha. Góc dầu rồi đó. Nó góc rồi đó. Nè hết rung rồi đó, nửa sáng mình thấy rồi đó. Mọi người cũng đã xem được cái lúc đầu và bây giờ thì cái kết quả cuối cùng của lọc sữa động cơ cho nhà xe Phương Việt. Bao nhiêu ngày chờ đợi thì đã được giải quyết các bác ha. Sáng mình kéo rồi nó bị lì. Sáng kéo bị lì nó đứng lại. Như hồi lúc mà chưa sửa là cái tiếng máy Ganti như thế này là khối nó ra đường này rất là nhiều nha. Nhưng mà bây giờ thì các bạn không thấy khối nè. Còn cái vấn đề nạp lên khối đen thì máy dầu cái nào cũng vậy. Khi mà nạp vô tải là nó sẽ ra khối đen rồi. Có điểm cho bao nhiêu không ạ? Đó, đủ rồi. Mười điểm á. Vậy là hài lòng mãn nguyện với cách lọc đó. Là nguyện vọng là đợi không gài cả tháng rồi, giờ phải là đã xong.
Hám dầu lên chạy không nổi phải không? Đúng rồi. Giờ mở đầy đủ rồi, vậy là êm phải không? Rồi. Dạ, bác ba cho con hỏi cái là tức dạ. Là nãy giờ bác ba thấy cái quá trình lọc sữa với lại là khi mà cái máy xong hết thì bác nhận định như thế nào? Thì đạt ra đủ 100% luôn, 100% đạt rồi. Đạt 100% luôn. Ừ. Theo cách nhận xét của bác ba thì cảm thấy là cái vấn đề lọc sữa là sữa là tốt rồi. Nói chung là ổn ha. Không uống công là chờ đợi một tháng bác ha. Đúng rồi, uống công tháng. Dạ. Con cũng cảm ơn bác ba với lại là đã tin mấy anh em con đã điện cho lọc sữa. Dạ. Rồi, có lẽ cái video mà lọc đến Long Xuyên để sửa chữa. Rồi, có lẽ cái video mình xin tạm dừng ở đây ha. Mọi người mà có nhu cầu đi xe mà tour thì có thể liên hệ qua bên cho công ty của Phương Hiền, công ty của Đồng Xanh. Đồng Xanh Phương Hiền, đây số điện thoại. Đây là cũng như mình nói là ở Châu Thành, Long Xuyên, An Giang ha. Rồi, đây thì bác ba từ phục vụ từ 4 chỗ đến 47 chỗ. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.